Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả bà con nha. Trường Anh vừa về con múc xô máy dầu nè anh chị. Xe đẹp nha. Đó, bận xem nó một cái bộ áo màu xanh. Xe cực kỳ là chiến luôn nha cô chú anh chị nha. Xíu nữa Trường Anh sẽ đăng clip con xe chi tiết này cho bà con. Một dòng xe xăng dông của Hàn Quốc nha. Mẫu xe 7 chỗ anh chị ạ. 37419996 nè. Hơi dơ, đồng sơn hơi dơ. Hôm nay sáng ngày mới nhất Trường Anh vừa bàn giao cho hai anh trai từ Bến Tre đã lên lấy mẫu Innova G bên Trang Auto nè. Mặc dù thì em không có cái gì nhưng mà tặng cho anh trai cái màn hình camera làm kỷ niệm đó, chân thành anh chị nha. Mẫu xe này bên em đã bàn giao cho khách rồi nè, một mẫu xe G xịn, không một ngày giờ dịch vụ taxi dính chiếc xe nha, đẹp cực kỳ luôn. Uy tín thì đảm bảo với tất cả các bà con là được toàn thể tất cả các cô chú anh chị thân thương tin tưởng Trường Anh rồi. Trường Anh cảm ơn Forever and My Love nha. Đây anh chị, G 206 G xịn này. Đó, đẹp chưa. Trường Anh gọi là trâu già thích gặm cỏ non đó bà con. Đã bàn giao rồi, chúc anh trai đi tốt dùng bền. Đây là hai anh trai tuốt ở dưới Bến Tre. Anh ở Bến Tre là tỉnh nào anh? Ở huyện Bình Đại. Phải hả anh? Anh trai hôm nay có cảm thấy lên Trường Anh, anh trai nhận mẫu xe, anh trai thấy về chất xe như thế nào? Chất xe đạt yêu cầu của anh. Anh thấy Trường Anh vui tính không? Vui tính. Em thì lên đây không có gì, anh em sáng uống cà phê thôi. Đó, quan trọng là khách hàng lên trên cơ sở chi nhánh bên Trường Anh mua được mẫu xe, khách hàng nở nụ cười trên môi là ok nha. Còn không có quan trọng đâu, mua cũng được, không mua cũng được, tới ủng hộ Trường Anh, uống với Trường Anh một ly cà phê thôi. Đó là tình cảm rồi. Bên em còn về rất là nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nha. Bà con cô bác ủng hộ cho Trường Anh Ô Tô để em có cộng động lực cập nhật về rất là nhiều xe giá tiền rẻ về phục vụ cho bà con. Và phương châm của bên em là tiếp tục bán xe cho bà con cô bác với một cái niềm tin nha, với một mẫu xe đẹp và hỗ trợ cho bà con thiếu luôn. Đó là những mẫu xe Trường Anh bán ra và đây là những lời Trường Anh nói nha. Uy tín là tạo nên một cái thương hiệu ô tô Trường anh chị nhé. Mãi mãi là bạn đồng hành cùng tất cả các anh chị trên những cung đường Việt Nam luôn. Và chắc chắn rồi, ở nơi đâu có đường thì ở nơi đó sẽ có Trường Anh Ô Tô. Đây, hai khách là dễ thương không? Đi từ rất là xa lên đây coi mẫu xe nè. Đang đi công chứng cho khách đây. Đó, một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương toàn thể tất cả bà con nha. Hôm nay Trường Anh vừa về hơn một dòng xe xăng dông của Hàn Quốc nè. Múc xô anh chị nha. Múc xô là thương hiệu khá là bậc nhất của nhà nông rồi. Ngày xưa nhà nông bên Hàn Quốc chạy dòng xe múc xô. Thứ nhất là con này gầm cao nè, nó cũng gần như SUV, gầm cực kỳ là cao, mà được cái máy dầu nha anh chị nha. Máy dầu cộng thêm 7 chỗ nữa. Wow, tặng xe nó 5 điểm. Đồng sơn phong dáng thì bần xe nó một cái bộ áo màu xanh. Đây đâu đó gọi là cái này là màu xanh da trời nè anh chị. Nó rất là đẹp nha bà con. Hai cụm đèn nguyên bản của dòng múc xô xăng dông. Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu 37A41996. Xe chính chủ, bao rút hồ sơ cho bà con cô bác luôn. Mâm nè, chúng ta nói về mâm, mâm đúc nguyên bản nha. Vỏ nè, vỏ cực kỳ là keng 80%. Đây là phần gầm nè. Dòng này gầm cao bánh lớn cực kỳ nha cô chú anh chị. Lấy về chạy thôi. Bốn vỏ đẹp như nhau nha. Đây anh chị nè, bốn vỏ đều như nhau, mâm đúc nguyên bản hết. Dòng này sẽ có gạt ngư phía sau, hai cụm đèn nguyên rim luôn. Biểu tượng hai chữ múc xô nè. Không có đâm va và không có cứng đụng nha. Đây phần tắp bi. Phần tắp bi nè. Đẹp như nhau. Máy dầu con này cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác luôn. Nằm đâu đó con này kịch kim cho cô chú anh chị nằm 6-7 lít dầu thôi. Dòng này nó y chang mẫu Isuzu, tiết kiệm dầu lắm. Cực kỳ tiết kiệm. Chủ nhà cũng đã lên full trần 5D nha. Caro 5D hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Nội thất sạch sẽ, keng xà beng. Hết sảy con màu 7 luôn. Đây cô chú anh chị ạ. Phần tắp bi nè. Tắp bi là nguyên bản những cái vân gai, không một dấu hiệu nào phai mờ. Bốn cánh chính điện, tay nắm inox, đầy đủ tính năng này nha cô chú anh chị nha. Keo chỉ riêng nguyên bản của nhà xuất nè. Hai bên nè, không một dấu hiệu đâm va và móp méo trước xe. Đây là phần chỉnh tay ghế, tay vai đầy đủ tính năng rồi. Ghế sạch sẽ nè cô chú anh chị ạ. Đây là học con ngựa nguyên bản từ phần tay gối để tay nè. Rin hết nha bà con. Rin hết, củ số
nguyên luôn vô lăng 4 chấu nha. Con này có gương chỉnh điện. Ở đây người ta chế một cái công tắc đề nữa nè. Đó. Đây cô chú anh chị nha. Đây Trần Anh sẽ đề máy cho bà con cùng trải nghiệm nè. À, cái này xong nè. Đó. Máy đã nổ máy rồi. Đồng hồ bản đủ luôn, báo tu máy đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi nha cô chú anh chị nha. Vô lăng những cái vân gai nè, chờ lực lái nhẹ tưng, máy lạnh đang mở, mở phát lạnh luôn, mọi chế độ ưu tiên đầy đủ tính năng trên con xe nè. Dàn lạnh nè anh chị, đó AC đã được kích hoạt nè, dàn lạnh đang hoạt động, củ số riêng nguyên luôn. Tắp lô tắp bi sao à, cực kỳ là sạch sẽ nha, không có dấu hiệu khoan đục hay chém đục đâu. Mẫu mút xô này là mẫu xe tiền đó, mà con có bác lấy về chạy nha, máy lạnh cực kỳ là mát luôn. Ken chưa? Mở bỏ nắp capo lên. Đó, ghế nồi thất đẹp nè. Quá chuẩn, bốn vỏ đẹp như nhau nha bà con. Mâm mâm đúc nguyên bản luôn. Hai cụm đèn phía sau là nguyên rin hết. Đây là phần cốp sau của con xăng dông nè. 7 chỗ nha. Riêng dòng này bà con coi hai bên lường cho Trần Anh nè. Có đâm vai cứng đục không, coi hai bên nè. Bon điện còn nguyên bản như thế này, keo chỉ nè. Keo chỉ trong nách là đẹp chưa? Màu xanh rất là dễ thương nha. Đó, 7 chỗ. Cô chú anh chị không thích có thể gấp ghế lại. Phía sau chúng ta sẽ có một băng chứa đồ cực kỳ là lớn nha. Dòng này thì nó chỉ trang bị một dàn lạnh thôi nha bà con cô bác nha. Đó, chỉ trang bị một dàn lạnh thôi. Xe đẹp. Không đâm va, không cứng đụng. Táp bi 4 cánh đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Đây là phần táp bi cửa nè. 4 cánh đẹp như nhau nè. Táp lô phần ghế bên bên phụ nè, sạch sẽ vô cùng luôn. Hai bên là từ những con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại bản lề nha, là màu xanh nè. Anh chị trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh nè. Dòng này sẽ có kết hợp là xi nhan bên hông nha. Đây cục máy nè, cục máy dầu nè, nhìn cực kỳ là lực lưỡng đó anh chị. Đó, máy dầu đang hoạt động đó. Con này xài 4 cái bếp heo nha, 1, 2, 3, 4, 4 cái bếp heo anh chị nha. Máy dầu nguyên bản của dòng Musso đây. Máy nổ êm chưa? Nổ cực kỳ là êm luôn. Hộp chỉ dẫn cầu trì nguyên bản của nhà xuất. Hai bên lườm không một dấu hiệu đâm va và móp méo nha. Đây là dàn trước nè. Xe này là ngày xưa là màu này nè. Đó, chủ nhà hợp phong thủy có thể đổi lại màu này nha, màu xanh nha. Cũng là màu xanh bình thường, không ảnh hưởng nha cô chú anh chị. Cục máy êm chưa? Đổi em ru à. Đây là bơm dầu nè. Dầu trợ lực nè. Đầy đủ tính năng trên con xe. Đây là nước giải nhiệt nè cô chú anh chị ạ. Đây là turbo nè. Dòng này sẽ có turbo nha. Đây là cùng turbo nè. Đó, cùng turbo của em nó nè. Đây là ống hơi nha. Đây là ống hơi của turbo đây. Xe không có dấu hiệu độ hơi nè. Không một dấu tích là độ hơi nha cô chú chị. Đây nè. Đó. Nước giải nhiệt, mọi thứ tính năng đang hoạt động. Đẩy cách nhiệt trên nó turbo nè. Còn nguyên bản như thế này. Cực kỳ là êm ái luôn. Anh chị trải nghiệm luôn phần gầm cùng với em nhé. Đó, nắp capo cực kỳ là nhẹ. Nhìn rất là hầm hố nha bà con. Rất là hầm hố luôn. Đầy đủ tính năng tiện nghi trên chiếc xe rồi. Máy lạnh có, trợ lực có, đầy đủ tính năng nha. Cô chú anh chị lấy về chạy thôi. Máy xăng thì rất là nhiều. Máy dầu lâu lâu mới gặp một chiếc anh chị nha. Con này những cô chú anh chị nào ở trên rẫy trên rừng đó,
đi mẫu xe này thì phải gọi là vô đối rồi, tiết kiệm dầu 7 chỗ rộng rãi nữa. Đó, gầm nè, gầm chắc lùi không, không một dấu tức là một vọt nhé. Đây là thanh đài dằn ở dưới nè. Đây cô chú anh chị ạ, gầm bè này. Đây là gầm gầm. Đó là mấy tinh. À, con có bé đam mê về mẫu bút xô này thì alo cho em. Đồng sơn đẹp, phong dáng đẹp nhá. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.